Cổng cha tán gái. Ngày xưa ngày xưa, có một lão nông nọ có tài cầm nghệ tuyệt đỉnh. Tiếng đàn của ông hay đến nỗi ai nghe thấy cũng phải khen ngợi. Cho tôi sang sông với. Cứu tôi. Ôi trời ơi, nhà ông ở đâu? Để tôi đưa ông về. Hả? Ông là ai? Nhà tôi làm sao thế kia? Cha cô bị cảm gió, mau đưa ông ấy về nhà đã. Cha ơi, trời ơi. Cảm ơn ông đã cứu mạng, ơn này không biết lấy gì đền đáp. Ấy, ơn nghĩa gì hả ông? Thấy người hoạn nạn, ai nỡ đi qua? Vậy là tốt rồi, tôi xin phép cha con ông, tôi đi kẻo khuya. Xin ông khoan hãy đi, xin ông hãy cho biết danh tính của mình, để sau này nếu có cơ hội, cha con tôi nhất định sẽ đền đáp. Chẳng giấu gì, tôi ở cách đây xa lắm, vốn là nghệ nhân chơi đàn nguyệt, nay đã trạc ngoài tứ tuần, nên tôi đang trên đường tìm đệ tử để truyền lại ngón đàn ấy. Rung rủi thế nào lại gặp gỡ hai cha con ông ở đây? Chẳng hay ông chính là lão nông có tài cầm nghệ tuyệt đỉnh mà mọi người thường nhắc tới. Thật là hữu duyên, Kim Cúc, con gái tôi là người đam mê âm luật, biết danh vị ông giỏi cầm nghệ đã lâu, nay lại có duyên gặp gỡ. Ông có thể ở lại đây nhận Kim Cúc làm học trò được không? Dạ, nếu được thầy chấp nhận, con nguyện sẽ dốc hết tâm sức để học hỏi. Con đứng lên đi, vậy ta sẽ ở lại xem tài nghệ của con đến đâu. Kể từ đó, Kim Cúc trở thành học trò của ông. Tiếng đàn của nàng ngày một hay hơn. Thầy, thầy cứ để con. Con mong vị rượu này sẽ hợp với thầy. Khi mới nhấp môi, tưởng như rất nhẹ, nhưng khi đến nơi cuốn lưỡi, thì ta bắt đầu cảm nhận được cái vị cay của men, vị thơm đến nồng nàn. Không lẽ... Kim Cúc. Thầy dậy rồi à? Thầy chờ một lát nha, con đang chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đây. Trời chuyển đông rồi mà con thấy thầy cứ phong phanh. Nếu bây giờ ta nói ra tình cảm của mình, liệu nàng có chấp nhận hay không, hay sẽ lãng tránh ta? Ta tuổi đã trạc tứ tuần, còn nàng vẫn tươi trẻ như đóa hoa mới nở. Kim Cúc cũng đã tới tuổi cập kê mà vẫn chưa mối nào hả ông? Cũng có một vài đám tới hỏi, nhưng thì trẻ quá, đám lại già quá, đám giàu có thì coi vàng hơn người, đám đồng cảnh thì thất học thô thiển. Thầy về lúc nào mà tôi không hay, mời thầy vào xơi nước ạ. Đây là bạn của tôi, nghe tin thầy đang dạy đàn cho Kim Cúc, nên ông ấy cũng muốn gửi gắm cậu con trai tới đây nhờ thầy rèn giũa. Con trai tôi năm nay chạc tuổi Kim Cúc, nhưng chỉ cần nghe qua tiếng đàn của nó thì người ta sẽ nhớ mãi. Được, vậy ngày mai ông hãy dẫn cậu ấy tới đây để ta xem. Dạ. Hạo Tam vừa cất tiếng đàn lên, người thầy đã vô cùng ngạc nhiên, bởi chưa bao giờ ông nghe thấy âm thanh sâu lắng đến vậy. Từ đó, Kim Cúc và Hạo Tam trở thành đồng môn sư muội, cùng nhau song tấu, cầm nghệ tài năng ngày càng xuất chúng. 2 năm sau, sau mấy ngày thi, cả hai học trò của người thầy đều được nhà vua khen thưởng. Chàng trai đã được chọn làm người trẻ tuổi đánh đàn hay nhất, còn cô gái được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ nhất. Khốn hồn, có bao nhiêu tiền vàng nữ trang thì bỏ hết ra đây. Chúng tôi không có gì, mong các cậu tha mạng. Đừng nói láo, ta biết các ngươi vừa được nhà vua trọng thưởng mà. Vàng, vàng này tụi bay. Hãy nắm chắc lấy tay ta. Các con bình tĩnh, bám chắc vào đây để thầy kéo lên. Tại sao thầy không nói tiếng nào
mà đã bỏ đi như vậy? Hay là thầy dẫn chúng ta chuyện gì? Ừ, chắc có lẽ thầy còn việc riêng khó nói thôi. Ông ấy đã qua đời sau trận cảm lạnh. Theo lời dặn, tôi mang những vật này tới đây gửi cho cô. Sau khi người thầy qua đời, trên vò rượu đặt trên nấm mộ mọc lên một loài hoa. Những cánh hoa nhỏ bé ôm sát nhau như những giọt máu. Ấy chính là hoa ngô đồng, loài hoa tượng trưng cho một mối tình câm lặng nhiều đau thương. Bài học của sư phụ. Tiểu Long, ta về rồi đây. Tiểu Long, con đâu rồi? Tiểu Long, nó đi đâu được chứ? Sao nến lại tắt hết cả thế kia? Con xin lỗi sư phụ, con biết lỗi rồi à. Sư phụ ơi, người hãy tha lỗi cho con. Con đi đâu mà giờ này mới về thế? Con mau nói thật cho ta nghe. Dạ, lúc con đang nấu cơm thì có bạn tèo nhà ở cạnh chùa ta chạy vào, cứ một mực rủ con đi xem hội thi chọi gà trong làng. Con từ chối mãi mà không được. Có thật vậy không? Thật mà sư phụ, tại bạn ấy cứ lôi tai con đi sền sệt ấy. Không phải tại bạn tèo đâu, mà tại con sói ác trong người con đấy. Dạ, sao lại thế ạ? À? Con sói nào thưa sư phụ? Con ngồi xuống đây ta nói cho mà nghe. Dạ. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có hai con sói. Một con sói ác, rất hung dữ, hay cáo gắt và nhiều tật xấu. Còn con còn lại rất hiền lành, lại hay làm những việc tốt. Hai con sói ấy lúc nào cũng tranh chấp và giành giật nhau. Chúng luôn muốn là người chiến thắng. Tiểu Long, theo con nào sẽ giành phần thắng? Con cũng không biết nữa, thưa sư phụ. Ta cho con nào ăn thì con ấy sẽ chiến thắng. Con nhớ nhé. Nếu tự con để cho sự ham chơi dễ dãi lấn át sự chăm chỉ, thì tức là con đã cho con sói hung ác trong lòng mình ăn rồi đấy. Con biết lỗi rồi thưa sư phụ. Từ nay con sẽ không bao giờ như thế nữa. Sư phụ hãy tha lỗi cho con. Thôi nào, nín đi. Lần này ta không trách phạt con nữa, nhưng ta hy vọng con đừng bao giờ nuôi dưỡng con sói hung ác trong lòng của mình. Thôi, mau ăn cơm đi con. Con nhớ rồi ạ. Con cảm ơn sư phụ. Người mới ra tù. Vào sáng nay, nhà tù thành phố đã ra lệnh ân xá cho hơn 100 tù nhân. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ trở thành những con người có ích cho xã hội. Mấy ông này ra tù rồi lại tái phạm ấy mà. Alo, bác John ạ. Có chuyện gì không bác? Cô Linda ạ, cô về nhanh lên, bé đang sốt cao quá, tôi lo quá trời. Sao? Được, tôi về ngay. Có chuyện gì vậy cô? Bé bị sao ạ? Bé bị sốt cao,
Cô lo quá, về nhanh thôi cháu. Thôi chết, Mary ơi, cô không tìm thấy chìa khóa, không biết cô làm rơi ở đâu rồi. Cô tìm kỹ lại xem nào, hay là trong túi áo khoác? Không có. Cô lo cho bé quá, mà ở đây lại không có người để giúp, phải làm sao bây giờ? Hay là cô để trong ví rồi? Không có, lúc nãy cô trả tiền đồ có thấy đâu. Hay là cô cháu mình tìm thử xem xung quanh coi có rơi ở đâu không? Vậy cháu tìm phía bên kia, cô tìm xung quanh đây xem có không nhé. Ôi, chuyện gì thế này? Sao mình lại để quên chìa khóa trong xe chứ? Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Tôi có thể giúp được gì cho cô không? Cô làm sao vậy? Ôi, ông giúp tôi với. Còn tôi đang bị ốm ở nhà, tôi cần về nhà gấp. Mà tôi lại để quên chìa khóa ở trong xe rồi. Ông có cách nào mở giúp tôi được không? Ừ, được rồi, tôi sẽ mở cửa giúp cho cô. Cô ơi, cháu tìm hết siêu thị rồi mà cũng không thấy chìa khóa đâu hết. Có người đang giúp chúng ta rồi. Chìa khóa của cô đây, lần sau cô chú ý, đừng để quên như vậy nữa nhé. Rất cảm ơn ông. Ông thật là một người tốt. Không có ông á, cô cháu tôi không biết làm thế nào. Cảm ơn cô, nhưng tôi không được như cô nói đâu. Tôi vừa là người xấu đấy. Ông nói sao? Vừa là người xấu? Phải, tôi đã ở tù một năm qua vì tội trộm cắp ô tô. Tôi vừa mới được ra tù sáng nay. Sáng nay ư? Đúng vậy, một năm qua tôi đã hiểu ra nhiều điều. Tôi nguyện sẽ làm lại cuộc đời. Nhất định tôi sẽ làm một người tốt. Tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ dùng cái móc khóa này mở cửa xe nữa. Nhưng tôi thấy nó là việc tốt đầu tiên cho quãng đời còn lại của tôi, nên là tôi làm. Chắc chắn không bao giờ, và cũng hy vọng không bao giờ tôi phải giúp ai bằng cái móc khóa này nữa. Thôi, chào hai cô cháu, tôi đi đây. Đấy, cháu thấy đấy, không phải ai ra tù rồi cũng đi theo con đường xấu đâu. Ông ấy là một người tốt, và nhất định sẽ trở thành một người tốt. Sự gian dối đáng trách. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Về nhà, các em hãy thử sáng tác cho thầy một câu chuyện cười về chủ đề trẻ em. Bạn nào làm tốt, thầy sẽ cho điểm 10. Ôi, đây là cơ hội tốt để mình lấy điểm 10. Sau này đỡ phải học thuộc lòng nữa. Cậu đã nghĩ ra chuyện gì chưa? Chưa, cũng khó phết đấy. Này, cậu có điểm văn rồi. Nếu mai nghĩ ra chuyện gì thì kể tớ nghe, để tớ lên kiếm điểm nhé. Trời ơi, việc gì phải nghĩ. Cậu về nhà, lên mạng tìm một câu chuyện thật lạ vào, rồi bịa là chuyện của mình, ai mà biết được. Trước khi vào bài hôm nay, thầy sẽ kiểm tra bài cũ một chút. Bạn nào có thể kể một câu chuyện cười do mình sáng tác cho cả lớp cùng nghe? Bài nào hay, thầy sẽ cho điểm 10. Thưa thầy, em ạ. Nam à, tốt, em hãy kể câu chuyện của em cho cả lớp cùng nghe nào. Thưa thầy, hôm nay em sẽ kể cho thầy và các bạn nghe một câu chuyện Mất rồi. Mất rồi à, nghe có vẻ hấp dẫn đấy, em hãy kể đi. Thưa thầy, câu chuyện của em như sau. Nhà nọ có hai cha con. Một hôm, người cha có việc đi xa, dặn con ở nhà có ai hỏi thì bảo ba cháu đi vắng, nhưng sợ đứa con mãi chơi quên mất nên ông viết vào tờ giấy đưa cho cậu bé. Tối sẵn có ngọn nến, cậu bé đem tờ giấy ra đọc, chẳng may bị ngọn lửa làm cháy rụi. Hôm sau, có người đến chơi hỏi ba cháu đi đâu. Sực nhớ ra, cậu bé bảo mất rồi. Ông khách hốt hoảng hỏi sao mà mất. Cậu bé bảo cháy. Cả lớp cười thích thú như vậy, lần này mình được 10 là cái chắc. Câu chuyện này rất hay, nhưng chuyện này do em sáng tác hay là em sưu tầm? Thưa thầy, chuyện này em vừa sáng tác tối qua ạ. Các em có tin câu chuyện này là của bạn Nam sáng tác không?
Thưa thầy, không phải bạn ấy sáng tác. Em đã đọc truyện này ở đâu đó rồi ạ. Lớp trưởng, em học giỏi văn nhất lớp. Em hãy nói thầy nghe ý kiến của em nào. Dạ thưa thầy, em đã đọc truyện này ở một quyển sách rồi ạ. Bạn ấy nói dối, truyện này không phải bạn ấy sáng tác. Nam, các bạn nói thế, em nghĩ sao? Dạ thưa thầy, chuyện này do em sáng tác thật mà. Nam, em có biết em đang phạm tội gì không? Dạ. Thầy thấy thật buồn vì em còn nhỏ thế này mà đã không trung thực. Em có biết truyện này được in trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, ít nữa em sẽ học. Ngoài ra, truyện còn được in trong nhiều sách, tư liệu và trên mạng cũng có. Em nhận là em sáng tác, như vậy là đã phạm vào quyền tác giả, một tội mà pháp luật không cho phép. Ban đầu, thầy rất vui vì thấy em xung phong, hoạt bát và em kể chuyện khá hóm hỉnh. Nhưng bây giờ, thầy thấy thất vọng về em quá. Thưa thầy, em xin lỗi thầy. Là em tưởng thầy với các bạn con biết, nên em nhận bừa là chuyện này do em tự sáng tác ạ. Thôi được, em biết nhận lỗi thế là được rồi. Em cần xem đây là bài học mà rút kinh nghiệm. Trung thực là một phẩm chất cao quý của con người. Các em còn trẻ, cần nhớ lấy và rèn giũa bản thân, các em nhớ chưa? Dạ, rồi ạ. Đơn giản vậy thôi. Ơi, bánh mì của ba thơm quá. Con trai của ba dậy rồi đó hả? Đây, bánh mì ra lò mẻ đầu tiên. Ba để dành cho con đó. Con mau ăn đi cho nóng. Bánh mì của ba là ngon nhất trên đời luôn. Chỉ được cái khéo nịnh ba là giỏi. Con mau ăn đi. Hôm nay là cuối tuần, con phải phụ ba bán hàng đó. Vâng ạ. Ba xem bánh con nặng có đẹp không này. Đây là ba, đây là mẹ, còn đây là con đấy. Con nặng bánh cũng đẹp gần bánh ba làm rồi đấy. Bánh mì thơm thế này, chắc chắn sẽ rất đắt hàng đấy ba ạ. Cháu chào cô. Cô muốn mua bánh mì loại nào ạ? Ôi, cháu dễ thương quá. Cho cô chiếc bánh mặt cười kia kìa. Chắc chắn hôm nay cô sẽ luôn tươi cười như chiếc bánh này đấy. Cô cảm ơn cháu nha. Con trai bán hàng còn giỏi hơn ba nữa đấy. Giờ ngoại khóa hôm nay, cô muốn tất cả các em chia sẻ ước mơ của mình cho các bạn nghe. Bây giờ hãy lấy ra một tờ giấy và viết ước mơ của mình lên đó. Ước mơ ư? Bạn nào muốn xung phong nói về ước mơ của mình trước nào? Thưa cô, em ạ. Được, em hãy đọc to ước mơ của mình đi John. Sau này khi lớn lên, em muốn trở thành một thợ làm bánh mì vĩ đại như ba của em vậy. Thợ làm bánh mì á, thế mà cũng ước với chả mơ. Các em trật tự nào. John, em có thể giải thích tại sao em lại muốn trở thành một người thợ làm bánh cho cô và cả lớp nghe được không? Dạ thưa cô, vì em thấy ba em thật là vĩ đại và vô cùng đáng kính. Sáng sáng, khách hàng đến mua bánh mặt cười ở cửa hàng của ba em. Họ đều cười rất vui vẻ và cảm ơn ba em. Ba em nói mỉm cười chính là hạnh phúc. Ra là vậy. Tốt lắm John. Các em ạ, ước mơ của mỗi người là khác nhau. Nhưng cô muốn các em hiểu rằng không có ước mơ nào là tầm thường cả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.